Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Những ngôi sao showbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, Nhất Bắc vượt mặt Tiêu Chiến, Lệ Dịnh, Dương Mịch gây bất ngờ. Dưới đây là những ngôi sao showbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Danh sách những ngôi sao showbiz được tìm kiếm nhiều nhất Weibo năm 2022 vừa qua đã chính thức được công bố. Không có gì ngạc nhiên khi những cái tên quen thuộc đều lần lượt góp mặt như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến. Về phần nam minh tinh, nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo 2022 gọi tên với Nhất Bác. Đồng nói không chỉ riêng năm 2022, đây được coi là lần thứ 3 liên tiếp sao nam họ Vương có vinh dự nhận được vinh dự này. Lý giải cho việc này, không ít người tin rằng lý do nằm ở chỗ với Nhất Bác trong vài năm trở lại đây là một sao nam thành công trong mọi lĩnh vực mình tham gia. Không chỉ tài giỏi, mỹ nam này còn ghi điểm với nhan sắc đẹp trai người ngợi. Năm 2022 cũng là một năm thăng hạng của Vương Hạc Đệ sau khi cho ra mắt siêu phẩm Thương Lan Quyết. Chẳng thế mà anh lại dễ dàng qua mặt được nhiều tên tuổi khác như Tiêu Chiến, Bạch Kính Đỉnh, Châu Thâm để đứng vượng vàng ở ngôi Á quân, chỉ thua một mình với Nhất Bác. Trong khi đó, bên phía sao nữ, vị trí đầu bạn do Dương Mịch độc chiếm. Trong năm 2022 vừa qua, mỹ nhân 8X hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi và tích cực. Tuy nhiên, riêng phần diễn xuất, cô nàng đang phải hứng chịu không ít lời chỉ trích tại các dự án mới của mình. Theo sau Dương Mịch, vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 6 lần lượt gọi tên Ngưu Thư Hân, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tự, Địch Lệ Nhiệt Ba và cuối cùng là Triệu Lộ Tư. Đang nói nếu như năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ minh tinh được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, thì sang tới năm 2022, mỹ nhân Tân Cương lại chỉ xếp hạng 5. Có lẽ nguyên nhân một phần là do cô dành thời gian để nghỉ ngơi quá nhiều, ít xuất hiện trước truyền thông. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.